Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với màn miễn bài buổi sáng nha. Mà cái lớp 10 có thêm cái tháp đồng hồ với cái làng Vinh Nam, không ngồi đây với làng Vinh Nam ở đây nên là có cái gì mới nên mình chưa mất một khu đó, khu đây nó cũng xây mới nè, khu đây cũng xây mới nè. Căn lớn không biết chỗ này có gì hay không, mình chưa có vô, nên bây giờ mình sẽ vô căn lớn nha. Lần thứ có em nào bay bay lượn lượn trong căn lớn nha. Mới bay đó xuống mình cắm đầu luôn đi. Mình cắm đầu luôn. Này có một tay. Tụi tay mình cấm nha. Ok, có một tay xử lý cho nhanh. Ây da. Ây da, có một thanh niên các bạn ơi, có một thanh niên. Đây, với chữ là món. Nếu cái phòng là phòng thánh ngon. Lạnh chứ. Sủa lên trên trường. Nè, ngỗng này bắn sướng nè. Vô tư việc thanh niên là luôn nha. Như rồi xuân. Thấy rồi các bạn. Chưa chịu trốn mà nó được. Lấy son. Vậy thôi. Chạy xa thì đúng rồi. Xa thì đúng rồi. Tại sao mà bị bắn vậy là đúng rồi, đúng rồi các bạn. Có gì đâu lấy suy nghĩ là vừa kiếm mình mấy lần là xuống cửa lấy cho đồ đạn vừa kiếm cái ba lô đã. Lấy bình máu, lấy bình máu ấy chà, lấy cái bình máu. Cái giáp ai giáp mượt. Căn quán là làm có cái ba lô, không có ba lô, có ba lô làm cho mình đánh đòn trước tiên rồi phải kiếm ba lô trước cái đánh. Ba lô nó là việc sống còn nha, mở đỡ nó không mở thôi. Má nó ấy ba lô một, ba lô một cái đỡ, ba lô một cái các bạn. Chứ giờ biết sao giờ? Kiếm lên nhiều đủ rồi, kiếm súng trường, kiếm cái ba lô hôm nay. Không có cái ba lô hai luôn. Cái ngành cuối cùng bên đây trời ơi, đi kiếm cái ba lô hai mà sao mỏi mỏi quá vậy,
À đây 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 đây, cuối cùng là luôn anh em quay lại hết xuống trường. Xuống trường tôi lại tiểu liền, tiểu liền rồi xuống lỡ lố. Dạ đúng rồi. Là có anh, 1,2 triệu cặp. Xin anh 4 cây 4 triệu. Là có xài cho tôi. Là nhắn tin cho tôi giùm anh. Người tôi phải có cụ. Đúng. Nó cầm vô đây mà chả có cái gì nữa. Thì kỳ vậy. Dư cái rượu lạnh. Trên đây không có gì luôn. Trời. Ừ, cái máu. Nam mình lắm rồi. Xem mình nữa là đủ. Thấy chưa? Máu đầy nắp trên đây luôn. Đây. Đây. Có cái balo bay không? Mình lấy cái balo bay coi. Đây. Wow. Được cái balo bay luôn mới ghê chứ. Ừ. Sữa. 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 85 6 mình mới nón ba luôn nè. Lộn thì mới lại chiến trường nữa. 7 mình máu chắc đủ rồi đó. Thì xuống rồi. Kiếm nấm ăn, có nấm thì ngon rồi. Đây. Máu không đỡ mình máu đi. Rồi. Ủa, máu mình sao nó tăng diện tích vậy? Không có gì luôn. Lên khu nhà hoang, khu nhà đất trống cao sang mà đây có gì không? Không có gì luôn. Nó có thể chơi lựu đạn 93. Xếp hàng ở đây. Khi nào muốn xin tia máu thì chạy xuống. Có cái nấm nghe nè. Vợ chướng này vợ. Vợ chướng này vợ. Hey. Mới cái giáp một người ta mới cái giáp một rồi. Băng và giống nước hả? Băng và giống sành hả?
căng quá đấy, lắm còn lộn đạn được luôn. Còn đừng có giật tay ba nhé. Trùm sao đen ma túy đi giết người. Cứ từ từ là đừng có lộn xộn nha. Cái gì năng giáp cái cười. Không gì cũng sắp cấp. Nhấc lên nó xuống tao liên rồi, mẹ nó bắt xuống trường không chạy. Chúng nó xuống tự liền coi. Cái đồng thánh này có cái gì anh trời. Chúng trường. Alo. Dạ không anh. Xác của một tên nào lên. Cái gì? Quá nguy hiểm, chạy vừa những nơi an toàn hơn, quá nguy hiểm. Quá nguy hiểm cho đội bạn. Cứ từ từ nha, đừng manh động, giành lấy top 1, không được top 1 thì được top 2. Cứ lấy cấp thanh niên rồi chạy ra đây, lãnh lãnh xuống lưng nữa. Cứ bây giờ, cứ chờ. Thanh niên nào đó. Chưa. Không quá.
Không chơi không hiểu nữa. Đóng băng nguyên già mình kém quá. Cái đầu này nó bông máu trời. Trời. Cái bom này chạy té khói làm rừng cũng tí máu không chịu bơm lấp vô làm máu chết. Để tìm nó xuống. Cô cùng mát. Đấy, đấy, nó chạy lên, nó chạy lên, nó chạy lên, nó chạy lên. Chạy đánh thêm rất mạnh hả? Hả? Trời rồi bớt xa là bớt súng ngắn. Ui, súng ngắn hiệu quả. Nó bắn càn càn mà. Là súng ngắn có hiệu quả hơn. Ok.